Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối tàu FT007 cũng như là FT09 ha. Thì những mẫu tàu này kết nối thì như nhau và những cái lưu ý khi sử dụng tàu ha. Đó, thì đầu tiên thì mình sẽ nói cái lưu ý thứ nhất ha, tức là khi chưa kết nối tàu, tức là khi các bạn mua về á, thì các bạn sẽ có miếng xốp này ha. Đó, thì chúng ta phải lấy ra chúng ta bỏ nha, bởi vì nhiều bạn mà mua về á để miếng xốp về chạy luôn nè, cho nên chạy không được hoặc nó bị kẹt á, dẫn đến tình trạng là nó nóng hoặc là hư motor hoặc là gãy chân vịt nha. Cho nên các bạn mua về chúng ta tuyệt đối là không nên để cái miếng xốp này ở đây. Lúc trước á thì tàu nó không có, nhưng mà sau này thì tàu có thêm miếng xốp này. Đó. Rồi cái lưu ý tiếp theo là tức là khi kết nối nha, rồi mình sẽ nói cho bạn biết luôn. Cái lưu ý tiếp theo là nhiều bạn về là không biết cái nút trên nút dưới là để làm gì ha, thì dặn lung tung, dặn tới dặn lui. Ví dụ này dặn là đang lên ga nè, các bạn lưu ý là nó có cái chiều mũi tên trên đây nha, chúng ta phải dặn hướng về thẳng lên, tức là ngay số 0 á, chứ các bạn dặn qua đây vậy nè là lên ga nè. Nhiều bạn kết nối vô lên ga rồi xong tàu tự chạy thì mấy các bạn nói là tàu bị lỗi. Thí dụ như giờ mình kết nối vô cho bạn xem nè, xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cách kết nối. Bây giờ mình sẽ kết nối trước ha. Đó, nó tự chạy. Đó, nó tự chạy thì các bạn nói tàu nó bị lỗi tự động chạy, là lý do là các bạn chỉnh ở trong đây nè. Nếu thấy nó tự chạy chúng ta phải chỉnh về số 0 nha, chứ còn không các bạn lên ga quá thì tàu nó tự chạy, nó chạy mất luôn thì chúng ta phải chỉnh lại cái nút này liền. Đó, nút trên là chỉnh về số 0, còn cái nút dưới là chỉnh bánh lái trái phải thôi. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kết nối ha. Thì có hai cách kết nối. Thì đầu tiên á thì các bạn cắm pin vô trước nha, cắm pin vô tàu trước, nhưng mà tàu chưa kết nối đâu, chúng ta mở remote điều khiển cũng không hoạt động được. Đó. Cái tiếp theo là các bạn để ý nè, tàu chúng ta có hai cái chấm này nè, hai cái chấm ha, thì khi xuống nước á mà tàu bị lật úp hay gì á thì hai chấm này nó kết nối với nước nè, nó hoạt động. Đó, thì cách để kiểm tra trên bờ mà không cần để dưới nước á, thì các bạn lấy tay chấm một xíu nước đi cho nó dễ ăn điện hơn, chúng ta để vô. Đó, khi để vô thì đuôi nó nhích một cái ha. Đó, các bạn mở lên đợi xíu chờ tàu đứng đèn. Đó, đó là kết nối liền. Đó, nhiều bạn làm không được, hoặc nhiều bạn á, tay khô, nhiều khi tay khô các bạn để vô nó không có ăn đâu nha. Đó, phải nhúng miếng nước vô nó mới ăn. Đó. Còn cách thứ hai á thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kéo ha. Đó, các bạn để ý phía sau nè, nó có một cái chấm đây à, với cái chân, cái trục láp chân vịt nè, chúng ta để vô thì nó sẽ kết nối. Đó, thì cái đó các bạn mở remote lên là nó ăn. Hoặc dễ hơn thì các bạn sẽ có một cái thao nước, các bạn thấy thao nước bự bự nha. Đó, các bạn để vô. Đó, để vô đã đuôi nó nhích một cái, các bạn mở remote lên đợi đứng đèn. Đó là ăn liền. Đó, còn nhiều bạn không kết nối được ha. Đó, để vô là nó ăn liền. Đó, thì tương tự như vậy thì tàu FT09 thì các bạn cũng hoạt động y chang nha, như nhau hết. Đó, thì khi rút ra nó không có còn chạm nước nữa thì nó sẽ không ăn nữa nha. Đó, thì clip này thì mình chỉ nói cho bạn là cách hướng dẫn cho bạn biết là cách kiểm tra để kết nối tàu. Khi bạn mua tàu về chúng ta có thể kiểm tra được tại chỗ ha. Cái thứ hai là các bạn lưu ý là nhớ lấy cái miếng xốp ở đây ra và dặn cái nút trên nè ở chế độ cân bằng, tức là dặn ngay giữa nè, để cho nó không có nó quay cái chân vịt nữa là ok. Rồi, đó chung là cái clip này chỉ hướng dẫn cho bạn cách kết nối 007, 009 thôi nha. Còn 011, 012 thì nó tự kết nối sẵn luôn rồi, thì chúng ta không cần thao tác những cái nút này. Đó. Thì nếu các bạn thấy video này hay á, thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh nha. Thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới cũng như là hướng dẫn và giới thiệu cho nhiều sản phẩm mới update nữa ở những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Asun.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.